Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tổng hợp lên sóng một dàn xe 7 chỗ ngồi, máy dầu, máy xăng, số sàn, số tự động. Hàng nhập, hàng Việt hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em. Giá tiền thì chỉ từ 100 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng quay đầu. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe 7 chỗ ngồi mua về khởi nghiệp kiếm tiền, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em nhé. Đấy, một dàn xe 7 chỗ ngồi. Đấy, đời cao, đời thấp có cả. Giá tiền chỉ từ 100 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng quay đầu các bác nhé. Đây, trước 100 triệu đồng này. Đây là một mẫu xe Trendless Vivante 2008. Vâng, để cho các bác chỉ với 100 triệu đồng. Đấy, mẫu xe 7 chỗ ngồi. Đấy, thương hiệu của nước Mỹ các bác nhé. Đấy, biển kiểm soát 88A. Biển này là biển Vĩnh Phúc các bác nhé. Mẫu xe 7 chỗ ngồi. Vâng, đăng kiểm thì mới đăng kiểm xong các bác này. Tháng 5 năm 2024. Nội thất này, nội thất rất là tươi, có cả màn hình đầy đủ rồi. Vâng, chỉ với 100 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Đấy. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi giá chỉ có 100 triệu đồng thôi. Đấy. Vậy thì chỉ có hơn 10 triệu một chỗ các bác nhé. Vâng, chỉ có hơn 10 triệu một chỗ ngồi thôi. Đấy. Vậy thì quý vị và các bạn mà cần tìm cái mẫu xe 7 chỗ ngồi mà giá tiền chỉ có 100 triệu đồng này, cứ alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em nhé. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova. Vâng, con này Innova đời 2009 này. Đấy, 2009 con này nó là bản G. Bản G số sàn động cơ 2.0. Con này thì để cho các bác là loanh quanh 200 triệu đồng các bác nhé. 2009 số sàn. Đấy, nội thất ghế lỉ, có cả màn hình, hai túi khí an toàn. Túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhé. Mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy. Mẫu xe Innova Hàn Quốc dân, giá cả rất là bình dân, nội thất ghế lỉ rất là đẹp. Ghế lỉ, chân lỉ, trang bị hai dàn điều hòa độc lập với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa các bác nhé. Con này thì để cho các bác là loanh quanh 200 triệu đồng. Vâng, đời 2009 mà bản G xịn luôn các bác nhé, bản G xịn luôn. Và em đã đến một mẫu xe Honda CR-V. Honda CR-V sản xuất 2007, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 2.0, hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhé. Biển kiểm soát Nam Định 18A. Mẫu xe 5 chỗ ngồi. Đấy, form dáng thì gầm cao, vâng, rộng ngang với 7 chỗ luôn. Giá tiền con này thì bên em đang chào bán với giá là chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Đấy, trang bị 3 màn hình các bác nhé, full đồ chơi luôn. Đấy, 3 màn hình. Đấy. Quý vị và các bạn nào mà cần tìm cái mẫu xe Honda CR-V nhập khẩu này, số tự động, động cơ 2.0, đấy, giá tiền chỉ có 270 mấy triệu đồng thôi các bác nhé. Đấy, con này thì để cho các bác là 270 triệu đồng. Đấy, 270 triệu đồng quý vị và các bạn sở hữu một mẫu xe Honda CR-V nhập khẩu nguyên chiếc. Và mẫu xe 5 chỗ ngồi này, con này thì 5 chỗ các bác nhé. Đấy, 5 chỗ bản sedan, biển kiểm soát Hà Lam. Một mẫu xe Kia Forte, con này thì để cho các bác là 255 triệu đồng. Xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn. Đấy, không cam kết là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Sơn xi màu trắng rất là đẹp luôn. Và mẫu xe gầm cao máy thoáng này. Đấy, động cơ máy xăng hai cầu. Mẫu xe Toyota Fortuner đời 2011 để cho các bác là 358 triệu đồng. Đấy. Bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe này thì mua về sử dụng thì rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là ok luôn. Đấy. Dòng này thì đi rất là bền và lành, không hay hỏng vặt luôn các bác nhá. Đấy. Số tự động này, động cơ máy xăng hai cầu luôn, có cả màn hình, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện. Đấy. Quý vị và các bạn nào mà cần tìm cái mẫu xe 7 chỗ ngồi, đấy, Toyota Fortuner này, cứ alo cho em. Và em máy dầu này, đây là một em máy dầu. Đấy. Gầm cao form SUV. Đấy, giá tiền con này thì chỉ có 282 triệu đồng. Đời 2008, số tự động, động cơ máy dầu một cầu. Gầm cao máy thoáng rất là ok rồi. Các bác mua về chạy đường rừng, đường đèo, công trình, công trường thì rất là ok các bác nhé. Để cho các bác là 282 triệu đồng, có 3 hồ sơ. Mẫu xe Toyota Innova đời 2015, đeo biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, con này thì để cho các bác là 370 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe 7 chỗ ngồi các bác nhá, 7 chỗ ngồi.
Đấy, dòng này thì đi rất là bền và lành, không hay ở mặt luôn. Đấy, mẫu xe 7-8 chỗ ngồi mà giá chỉ có hơn 300 triệu đồng mà đời 2015 luôn các bác nhá. Đấy, các bác xem nội thất của xe này. Đấy, con này thì nó là xe gia đình, không khoan đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ, trần 3D chống nóng lên rồi. Đấy, đã lên trần 3D chống nóng rồi các bác này. Đấy, 370 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Innova đời 2015 số sàn. Và một mẫu xe Hyundai Tucson đời 2010 bản đủ, bản full cửa sổ trời Panorama. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh luôn các bác nhá. Đấy, xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, cam kết là các bác là zin cả xe, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Với giá tiền con này thì bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Đấy, để cho các bác là 365 triệu đồng cho một mẫu xe Tucson đời 2010. Đấy, nội thất ghế da xịn luôn. Đấy, số tự động, động cơ 2.0, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các nhá, nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về luôn. Mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới, mang biển kiểm soát Quảng Ninh đời 2009. Đấy, xe cam kết con này là xe zin cả xe luôn. Đấy, để cho các bác là 235 triệu đồng. Đấy, cho các bác sở hữu một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, ghế da vẫn còn xịn luôn các bác này. Ghế da trần nỉ các bác nhá, màn hình Android có cả cam nồi. Đấy, túi khí ABS đời 2009, nhưng mà phải nói là con này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà cần tìm cái mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ, đấy, bác nào yêu cái đẹp thì alo cho em. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn các bác nhá, cam kết các bác là zin cả xe luôn. Đấy, zin cả xe không một nỗi nhỏ luôn các bác nhá. Mang biển kiểm soát Bắc Linh quê hương Quan Họ đời 2009 Innova. Con này nó là bản G. Đấy, bản G số sàn 215 triệu. Vâng, con này chỉ với 215 triệu đời 2009. Mẫu xe tên tư nhân biển Bắc Linh. Đấy, sơn xi màu bạc rất là đẹp luôn. Đấy, mẫu xe gia đình xịn sò luôn các bác nhá. Đấy, con này thì phải nói rất là ok các bác này, rất là chắc chắn luôn. Các bác mua về khởi nghiệp thì rất là ok. Đấy, giá tiền thì để cho các bác là 215 triệu đồng. Đấy, mẫu xe 8 chỗ ngồi. Đấy, 8 chỗ ngồi mà chỉ với 215 triệu đồng. Vậy thì quý vị và các bạn nào cần tìm cái mẫu xe này, alo cho em. Innova đời 2015. Đấy, con này nó là bản E các bác nhá, bản E xịn luôn, form dáng rất là đẹp luôn. Sơn xi thì màu vàng cát, biển kiểm soát Hà Lan. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 342 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ gốc về cho các bác. Đấy, bao rút hồ sơ gốc các nhá, hỗ trợ sang tên bấm biển trên mọi miền tổ quốc luôn. Vậy thì quý vị và các bạn mà cần tìm cái mẫu xe Innova, vâng, hàng quốc dân, giá cả bình dân, alo luôn cho em các bác nhá. Đấy, các bác mua về sử dụng thì dòng này thì đi rất là bền và lành. Đấy, 342 triệu đồng, có lộc lá cho các bác từ 5 triệu đến 10 triệu khi các bác đến xem xe trực tiếp ở bãi xe bên em. Và mẫu xe Innova đời 2000, con này đời 2007, con này là bản G các bác nhá. Đấy, bản G, các bác mua về chở đầu chở đạc thì rất là ok. Giá tiền thì chỉ với 145 triệu đồng, bao gồm phí sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác luôn. 145 triệu đồng, quý vị và các bạn đã sở hữu mẫu xe Innova đời 2007 các bác nhá, bản G số sàn, hồ sơ cầm tay rồi. Mẫu xe bán tải Mekong. Vâng, bán tải Mekong, một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn, biển kiểm soát 20C. Con này động cơ của nó là 3.2, dầu của nó thì ăn tầm 7 lít dầu trên 100 cây số. Máy của nó là máy của Mitsubishi các bác nhá. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, 5 chỗ ngồi số sàn, động cơ của nó là 3.2 máy dầu. Giá tiền để cho các bác là 120 triệu đồng. Đấy, 120 triệu đồng, quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe bán tải Mekong, vừa chở được người mà vừa chở được đồ luôn các bác nhá. Đấy, vừa chở được người mà vừa chở được hàng, mà giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi, 120 triệu đồng. Mẫu xe 7 chỗ ngồi số tự động mà giá chỉ có hơn 100 các bác này. 7 chỗ ngồi các bác nhá, số tự động, biển kiểm soát 11A, biển Cao Bằng. Con này thì để cho các bác là 135 triệu đồng. Đấy, đời 2008. Đấy, 7 chỗ ngồi, số tự động, động cơ 2.0. Đấy, các bác mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ. Đấy, hoặc là chở đồ, chở đạc thì rất là ok. Đeo biển kiểm soát Hà Nội. Đấy, biển Hà Nội các bác nhá. Con này thì nó là Innova đời 2006 này. 2006 số sàn, động cơ của nó là 2.0.
Đấy, con này là bản G xịn luôn các bác nhá. Đấy, bản G xịn thì nó có túi khí, có ABS đầy đủ luôn. Con này thì để cho các bác là 190 triệu đồng. Đấy, 190 triệu đồng, có bao hồ sơ gốc về cho các bác. Đeo biển kiểm soát Hải Phòng, pháp phượng đỏ 15A. Vâng, 94610. Con này thì Innova đời 2010. Vâng, giá tiền thì chỉ có 218 triệu đồng thôi. Đấy, các bác mua về khởi nghiệp thì rất là ok. 218 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Innova. Con này nó là bản G các bác nhé, đời 2010. Biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A. Vâng, 07335. Con này Innova đời 2009, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, giá tiền 220 triệu đồng. Đấy, mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, túi khí cũng như ABS đầy đủ. Biển kiểm soát 18A, biển Nam Định, Innova đời 2010, 235 triệu đồng, có bao hồ sơ gốc về cho các bác. Đấy, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác nhé. Innova đời 2007 các bác nhé, 2007 này. Đấy, giá tiền 200 triệu đồng thôi. 200 triệu có bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác khi các bác đến xem xe. Innova nó là bản G. Đấy, con này xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, rất là đẹp luôn. Toyota Innova đeo biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, con này là đời 2015, form mới rất là ok. Đấy, con này thì để cho các bác là chỉ có 370 triệu đồng, có bao hồ sơ gốc với các bác. Đấy, hôm nay thì em chỉ tổng hợp những mẫu xe 7 chỗ ngồi, máy dầu, máy xăng, hàng nhập, hàng Việt các bác nhé. Còn những mẫu xe 5 chỗ các bác này rất là nhiều luôn. Đấy, chỉ từ vài chục triệu đồng, con này thì 68 triệu đồng, đấy, cho đến 400 triệu đồng quay đầu. Vậy thì quý vị và các bạn nào cần tìm cái mẫu xe đấy, chưa biết mua ở đâu thì cứ đến trực tiếp bãi xe của em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.